Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Khánh Ly, mình đến từ Cửa Lò, Nghệ An. Và sắp tới đây thì vào ngày Chủ nhật vào ngày 20 tháng 10 thì mình sẽ bay sang Úc để học chương trình dự bị đại học và chuyển tiếp lên chương trình đại học của trường đại học Wollongong. Từ khi bắt đầu vào lớp 10 thì mình đã có ước muốn để đi du học Úc và mình đã từng tìm hiểu qua rất là nhiều trung tâm, rồi các hội thảo về du học và các trang mạng trên Facebook. Và mình đã biết được công ty Connect 360 qua Facebook. Và cũng thật tình cờ là sau khoảng sau 2-3 ngày thì bạn bố mình cũng giới thiệu bên cho bố là cũng bên có công ty Connect 360. Và sau khi là bố mình lên công ty để tư vấn trực tiếp với các anh chị thì bố mẹ cảm thấy rất hài lòng và đã quyết định chọn trung tâm Connect 360 làm nơi để mình có thể tin tưởng để apply visa du học ạ. Mục đích của em là tìm học bổng để được đi du học Úc. Và sau khi được các anh chị bên Connect 360 tư vấn là phải duy trì điểm số ở trên lớp 11, các anh chị đã định hướng và tư vấn rất kỹ để mình có thể đạt được điểm số cao ở lớp 11. Và mình đã được đạt được điểm số cao và đã được đạt được học bổng 50% để học tại trường đại học Wollongong ạ. Bởi vì là hộ khẩu của mình đến từ Nghệ An thì mình và gia đình mình đều cảm thấy là hồ sơ của mình rất chi là khó khăn để mà có thể đi du học Úc. Nhưng mà các anh chị bên Connect 360 đã tư vấn rất nhiệt tình. Các anh chị đã hướng dẫn làm hồ sơ để chứng minh tài chính rất chi tiết và rõ ràng. Và hơn nữa là mình ở dưới 18 tuổi nên kiểu bên đại sứ quán sẽ phỏng vấn bố mẹ. Các anh chị đã hướng dẫn để phỏng vấn bố mẹ rất nhiệt tình và chi tiết và chu đáo. Và rất may mắn là mình đã đạt được visa và không cần phải phỏng vấn ạ. Và đây chính là visa của mình ạ. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh chị từ trung tâm Connect 360 ạ. Các anh chị đã tư vấn và hỗ trợ em rất nhiệt tình, dù cho mọi câu hỏi em có hỏi và mọi khó khăn trên cái quãng đường mà cũng apply visa. Và em xin chúc các anh chị thì cũng có thể chấp cánh nhiều ước mơ du học giống như em. Và sắp tới thì mong anh chị sẽ đồng hành cùng em trong con đường du học tiếp theo ạ.